Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt ở ấp Vĩnh Hòa A, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thì thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là chú Mạnh Thường Quân giấu tên, sẽ đến để mà phát quà cho ấp. Thì bây giờ trước khi mà phát quà đó các bạn, mình sẽ đại diện chú để mà hỏi thăm vài hoàn cảnh khó khăn nha. Bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng vào trong. Đây, bà con đến thì rất là đông đủ luôn. Ở trong thì Ngân và chị Ba cùng với lại anh trưởng ấp đang sửa soạn quà lại để mà một chút mình phát cho bà con. Dạ, thì ở đây, dạ chào anh Kiệt nha. Không biết là bà con đến đông đủ chưa ha anh? Hiện giờ thì bà con đã đến đông đủ rồi. À, đủ hết rồi. Vậy em cũng xin phép anh cho em đi hỏi vài hoàn cảnh nha. Dạ. Con hỏi ai bây giờ đây? Ai cũng dễ thương hết. Thôi con hỏi cô đây, con thấy cô cười nè. Dạ. Con chào cô nha. Dạ. Cô tên gì thứ mấy vậy cô? Tên Phan Thị Úc. Dạ, cô Úc. Thứ 7. Cô 7. Dạ. À, tên Úc nhưng mà là thứ 7. Tên Úc nhưng thứ 7. Dạ, vậy con kêu cô 7 đi. Dạ. Nhà cô 7 gần ấp không? Ở bên sông nè. Ở bên sông. Dạ. Dạ. Nhà cô đông người không cô? Ba người mà nhỏ 9 tuổi đi học lớp 3. Ông chồng bị bệnh. Dạ, chồng cô là bị sao vậy hả cô? Bị té xe. À, té xe hả? Ừ. Dạ, thôi cô đừng có xúc động nha. Té xe lâu chưa cô? 2 năm mấy rồi. Dạ. Rồi bây giờ là không biết là sức khỏe có tốt không, có đi lại gì được không cô? Đi đứng được nhưng mà không thấy đường. Dạ. Dạ. Có cái là đôi mắt không có thấy đường. Dạ. Dạ. Nếu vậy là giờ chỉ ở nhà thôi hả cô? Anh ở nhà mình nên với thằng nhỏ. Dạ. Vậy là còn có mình nên cô 7 sinh hoạt chính luôn. Dạ. Rồi ở nhà cô đi làm cái gì? Đi mần mướn đồ này kia nọ với mai bọc. Dạ. Một mai ngày, bọc tại nhà. Một ngày thu nhập cao không cô 7? Có khi mai được 100 ngoài, có khi mà không có mai. Dạ. Tại có đồ thì mới mai, còn không có là không ai ẩm cài nghỉ. Dạ. Nghỉ không có mai được, rồi giờ đi cái lúa. Dạ. Rồi thu nhập như vậy đó có đủ để mà cô lo cho chồng và con của cô không? Cũng không có đủ, cần chị cháu với em rồi cho. Dạ. Cho người không ớ, rồi khi có tiền thì thôi, còn không có tiền thì chị em cho. Dạ. Cho khi người 500, 200 gì đó. Dạ. Rồi lo không được nhiêu thì được. Tại người ta cũng giúp đỡ thêm. Ừ. Dạ. Thì hôm nay cô đến nhận quà đó, cô có thấy vui không cô? Có gạo, có mì, rồi có đồ nêm nếm nữa. Có. Cô mừng nhiều không? Dạ, thì tụi con cũng hy vọng là khi cô nhận quà đó thì sẽ vui lên nha. Dạ. Sẽ có nhiều may mắn hơn đến với gia đình của cô. Dạ. Rồi tụi con cũng hy vọng là sẽ có dịp gặp lại cô nha, trong một dịp sớm nhất. Dạ. Nha cô. Thì chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi. Đừng có buồn nữa nha cô. Dạ, không có gì. Thôi con hỏi thêm một người nữa. Dạ. Còn hỏi ai? Thôi còn hỏi cô đi. Con chào cô. Chào cô nha. Nè cô đến nhận quà với ai đây? Mình Anh. Đi Mình Anh rồi hả? Dạ. Cô tên gì thứ mấy nha cô? Tên Lâm thứ 7. Cô 7 luôn. Dạ. Nhà cô 7 gần ấp không? Gần ăn đây một chút. Gần đây một chút. Nhà cô được mấy thành viên vậy hả cô 7? Có 2 người. 2 người. Có 2 mẹ con. 2 mẹ con thôi. Thì con cô lớn chưa? Mới học lớp 2. Mới học lớp 2 thôi. Nhà, ở nhà là cô 7 làm nghề gì hả cô 7? Thì bán vé số. Bán vé số. Một ngày là bán được nhiêu tờ hả cô? Có 100 tờ. Trăm tờ, trăm tờ con biết là cũng lời khoảng tầm 100 ngàn hoặc 100 mấy thôi cô ha. Dạ. Ủa có đủ để mà hai mẹ con sinh sống không? Cũng được. Cũng được ha. Rồi cô đi bán là cô đi xe hay là đi lô bộ? Đi xe. Đi xe bà. Hả? Dạ. Trong người cô có bị bệnh gì không cô bảy? Cô thấy cô ốm quá vậy? Có, bị đau bao tử. Bị đau bao tử. Dạ. Thì hôm nay cô bảy đến nhận quà của chú Mạnh Thường Quân giấu tên đó thì cô bảy thấy sao? Có vui không cô? Vui ha. Dạ. Con nghĩ là một bao gạo với lại mì thì đồ nêm nếm thì hai mẹ con ăn cũng lâu cô bảy ha. Dạ. Dạ, con cũng chúc cho cô nhiều sức khỏe khi mà được nhận quà nha. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Chào cô nha. Ừ. Dạ. Mình ra đây đi. Dạ. Anh Kiệt đứng đây chung luôn đi ha anh Kiệt. Dạ. Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì ba chị em tụi mình thật sự rất là vui mừng luôn. Cùng với lại anh Kiệt là trưởng ấp của ấp Vĩnh Hòa A, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là chú Mạnh Thường Quân giấu tên, hỗ trợ 15 phần quà cho 15 bà con nghèo và đang gặp khó khăn ở ấp. Thì cái phần quà hôm nay mà bà con nhận được các bạn trị giá là 300.000 đồng, bao gồm có là một cái bao gạo. Đây, bao gạo như thế này mà bà con nhận là 10 kg ạ.
gạo này là tụi con lựa gạo ngon cho bà con ăn là ghiền luôn đó nha. Dạ, rồi tiếp theo là sẽ có được một cái thùng mì nè, rồi một chai nước mắm, một chai nước tương, một chai dầu ăn, một ký đường và nửa ký bột ngọt. Dạ, là tổng trị giá là 300.000 đồng. Thì ngày hôm nay bà con sẽ nhận được 15 phần quà với số tiền của chú Mạnh Thường Quân giấu tên là 4.500.000 đồng. Chúc cho bà con luôn luôn có nhiều sức khỏe nè, lúc nào cũng vui vẻ và thành công nha. Dạ, mình vỗ tay nha bà con. Dạ. Dạ. Con cũng không có để cho mọi người đợi lâu nữa. Con cũng thay mặt cho chú Mạnh Thường Quân giấu tên, con gửi quà cho mọi người nha. Dạ rồi, giờ chị Ba xuống kiểm phiếu đi ha. Mời cô đầu tiên đi. Rồi, nhân kiểm phiếu đi ha. Rồi, mình phát cho anh Kiệt ơi. Đây. Rồi, thùng mì nữa chị. Đây, anh Kiệt bưng tiếp cô ra ngoài đi ha. Này này, rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn. Dạ, không có gì. Rồi, đây cô cầm trước cho con thùng mì nha. Với lại bao gạo nổi không cô ơi? Ngồi xuống giùm con xíu đi nha. Rồi, chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ rồi, không có gì. Dạ, đây của cô. Cô cầm gạo nổi không? Để anh Kiệt bưng tiếp cô nha. Rồi, anh Kiệt. Đây. Rồi, chú Mạnh Thường Quân chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ không có gì, không mời ạ. Tới chú. Dạ rồi, tới chú, cầm giùm con. Dạ đây ạ. Nổi không chú? Chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ không có gì, anh Kiệt phụ chú nha. Đây của em nè, em cầm trước đi. Giỏi. Anh Kiệt ơi, bưng phụ con bé đi. Rồi, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Giỏi, con bưng nổi luôn hả? Tiếp theo. Rồi, chúc cho cô Bảy nhiều sức khỏe nha cô Bảy. Rồi, không, dạ, không mời cô Bảy. Tiếp theo. Để cho em cầm này đi. Rồi, chúc Mạnh Thường Quân giấu tên, chúc em nhiều sức khỏe nha. Kẹt bưng bưng tiếp bé. Dạ, đây nè, của cô nè. Con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ, không mời cô. Cô nổi không? Cầm giùm con nha. Rồi, con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Dạ, cố lên. Dạ, con mời bà nha. Bà ơi, con cầm nổi không? Không nổi đâu, không nổi đâu. Để con bưng cho. Rồi, chúc bà nhiều sức khỏe nha bà ơi. Dạ, không có gì. Chào cô. Chúc cô Bảy nhiều sức khỏe nha. Đây. Dạ. Đây. Ủa. Dạ rồi. Chúc chú nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn. Dạ. Rồi, chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Rồi, cảm ơn. Dạ, không có gì. Của em nè, em cầm nổi không? Rồi, để thấy cái bao gạo giỏi. Chị Ba phụ em bao gạo đi. Rồi, anh Kiệt bưng giùm luôn rồi. Còn lại một phần. Mình đợi một chút xíu đi. Chú Mạnh Thường Quân giấu tên thôi. Thì bây giờ còn lại một cái phần quà nữa. Thì do giờ này thì cũng chưa có đến giờ chiều đó. Có một số cô chú chưa có đi làm về. Hả? Chú tới luôn hả? Nè, chú tới luôn rồi. Đây, cầm giùm con thùng mì. Dạ, xíu là tôi còn đợi rồi. Dạ rồi, chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Mình đợi anh Kiệt với, đứng đây đi. Dạ, các cô chú, anh chị, các bạn ơi, thì ba chị em tụi mình thật sự rất là vui mừng luôn khi được thay mặt cho Mạnh Thường Quân giấu tên phát 15 phần quà cho bà con. Thì tụi con xin chân thành cảm ơn chú rất là nhiều luôn nha. Chúc cho chú luôn luôn có nhiều sức khỏe nè, lúc nào cũng vui vẻ và luôn đồng hành cùng tụi con nha chú. Ở đây có anh Kiệt là trưởng ấp của ấp Vĩnh Hòa A, cũng có đôi lời muốn gửi đến chú. Em mời anh nha anh Kiệt. Dạ. Thì cũng thay mặt cho ban ấp Vĩnh Hòa cũng như là bà con trên địa bàn ấp thì cũng xin chân thành cảm ơn những nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân với chỗ anh Khánh với nhóm thôn nữ miền Tây đã tạo điều kiện là gửi những phần quà ý nghĩa đến cho những bà con hộ nghèo, cận nghèo với hộ khó khăn trên địa bàn ấp để góp phần là cho họ là có những được những cái phần quà ý nghĩa. Rồi cũng xin một lần nữa cũng xin chân thành cảm ơn nhà Mạnh Thường Quân với chỗ nhóm thôn nữ miền Tây. Dạ, cảm ơn anh Kiệt. Dạ, tụi con xin chân thành cảm ơn chú nhiều lắm nha chú. Tụi con chào chú, chào các bạn. Dạ.